nào vậy? Cái trẻ tụi lậu đó. Đỡ đó con. Giờ này mày lại vô. Chị nghiệp vậy đủ má cho mẹ. Quay về mẹ. Quay chơi không được. Chạy vô. Đó mặt ra đây cái cây nó má mấy người này vô đắt luôn á, nó xung nhà luôn á. Còn hồi nãy cái thằng này là nó gan nó vô luôn. Cái thằng vào giữa nó gan nó chui vô luôn. Vô kìa, nó mang nó vô rồi hả? Cái súng nó đẻ kìa ta. Có chỗ thầy không? Mấy này nhìn bài bản hơn mấy thằng hồi nãy. Mấy kia là mấy chiên không mà. Mấy kia dép mà. Ừ. Mặc áo đồ luôn ghê không? Quay cái này mới sướng nè ha. Vậy nào coi lại mới sướng. Có si quay đã. Có chống đạn nữa. Có chống đạn này này nọ nè. Mấy thằng này vô luôn nó đâu sợ đâu. Mấy trời nó chống đạn rồi hết. Ép rồi bắt đi. Ủa. Hay nè, chuẩn bị hay nè, chuẩn bị bắn. Té mẹ rồi. Té rồi. Ở nhà là chết đó. Giống như là đồ khủng bố á. Vô ra đâu có phát rồi cái lùm ở đâu à nè liền. Tôi bắn được không? Bắn đấy, bắn đấy. Ừ, bắn đấy. Đó là hẻ đóng mùi kè á. Ôi, bắn đấy. Ủa, nó vừa. Đi ra đi. Ra đây, chạy ra. Bắn rồi.
rồi phải bắn thôi để chi.